Alo, xin chào. Bây giờ là hơn 10 giờ rồi, nhưng mà tôi nghĩ tôi cần phải làm cái video này để tôi có thể là chia sẻ cho các anh chị được biết một vài những cái điều rất là thú vị trong kinh doanh online, đặc biệt là thích hợp với lại là nhóm anh chị đang kinh doanh online ở trên trang cá nhân. Tôi nói lại là ở trên trang cá nhân, cái giải pháp này nó sẽ mang lại những cái điều vô cùng tuyệt vời mà anh chị không thể tưởng tượng ra được. Tức là bình thường thì con người sẽ làm việc này, thế nhưng mà nó là có một cái giải pháp về AI, trí tuệ nhân tạo, nó sẽ đã làm thay cho các anh chị công việc này và nó giúp cho các anh chị bùng nổ trong công việc kinh doanh, có thể là x10, x15, x5, x2, phụ thuộc vào cái sản phẩm các anh chị bán nó phù hợp với lại cái túi tiền của khách hàng và cái giá trị sản phẩm của anh chị mang lại cho cộng đồng là như thế nào, thì nó sẽ mang lại cho anh chị cái lợi khoản lợi nhuận và các anh chị sẽ không thể tưởng tượng được. Các anh chị tưởng tượng như này, hãy thử tưởng tượng như này, các anh chị có một nick, ví dụ các anh chị có một nick 5.000 bạn bè, và nếu như mà các anh chị muốn tiếp cận được với lại một cái lượng bạn bè đông nhất có thể, đúng không, số lượng lớn nhất có thể, thì các anh chị theo thuật toán của Facebook thì các anh chị phải tương tác với những người bạn bè đó, đúng không ạ? Thì khi mà các anh chị tương tác với những người bạn bè đó bằng cách là comment, like, share, đúng không? Thì những người bạn bè đó khi mà mình đăng một cái bài viết nào thì nó cũng sẽ hiện trên cái tường nhà họ, đúng không ạ? Đấy. Thì đúng không? Sẽ hiện trên cái news feed của họ khi họ lướt Facebook, đúng không ạ? Và khi mà cái sản phẩm của bạn ấy, nó phù hợp và nó cần thiết cho khách hàng thì lúc đấy thì họ sẽ sẵn sàng mua cái sản phẩm của bạn, bởi vì bán hàng trên kênh Facebook cá nhân là một trong những kênh cực kỳ là hiệu quả, bởi vì trên kênh Facebook cá nhân nó có sự tin cậy, nó có sự tin cậy, sự tin cậy trên kênh fan Facebook cá nhân là lớn nhất trên các kênh online hiện nay. Ok, và cái điều thú vị thế này, thay vì các bạn sẽ phải làm bằng tay thì như các bạn thấy đấy, cái màn hình bạn vừa bị tắt rồi nhưng nó sẽ bật lên nhanh thôi. Ok, rất là may mắn các bạn sẽ được xem từ đầu luôn. Các bạn quan sát nhá, tôi không có sử dụng cái thao tác chuột gì cả, và các bạn quan sát như cái phần là ô email đăng nhập đấy, có một cái gì đấy nó đang tự đăng nhập cái email của tôi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Và nó tự đăng nhập và nó tự làm gì đấy ạ? Và nó tự quét hai, các bạn thấy không ạ? Nó tự quét nhá. Nghe này, các bạn nghe nghe này, nghe này. Nghe này. Các bạn đang được xem cái phần mềm AI Face. Ok, AI Face. AI Face, AI sao là AI Shop, là cái phần mềm tương tác trên trang cá nhân. Nó sẽ tự động tương tác ở trên trang cá nhân tới khách hàng tiềm năng của bạn. Ok. Và quan trọng nhất là nó tương tác cực kỳ, nó tương tác cực kỳ phù hợp với những ngữ cảnh. Ok, ngữ cảnh ví dụ như vui buồn hay là đăng ảnh đại diện hay là bạn đi chơi như thế nào đấy, thì nó sẽ học cái cách mà những người trước đấy người ta comment, hay nó sẽ học cái điều gì nhỉ, nó sẽ học cái điều gì nhỉ, nó sẽ học những cái comment. Ok, nó sẽ học những cái comment mà người trước đấy đã comment, như các bạn thấy đấy. Ok, các bạn đọc nha, cái từ giỏi ghê nha gái, mà hai bố con đi học lớp gì thế. Ok, các bạn nên biết nha, cái Facebook Nguyễn Huyền My mà các bạn đang xem đây chính là một cái Facebook đang chạy trên nền tảng giả lập. Ok, và AI Face, AI Face nó đang làm nhiệm vụ đó là nó lướt cái Facebook. Ok, và các bạn quan sát nha, cái comment này giỏi nghe nha gái, nó đến từ một cái bài viết của tôi và cái nick này nó tương tác với tôi. Ok, nó tương tác với tôi các bạn ạ, nó tương tác với tôi, các bạn thấy không, nó tương tác với tôi. Và các bạn quan sát này, và nó bình luận cái gì vậy, các bạn nhìn nhá cái hình của tôi này đó, hai bố con tôi đi học đúng không, hai bố con tôi đi sự kiện đúng không. Ok, và các bạn xem nó comment nhá, giỏi ghê nha gái, ôi trời ơi, nó comment mà nó quá là chính xác cái ngữ cảnh luôn.
Giỏi ghê nha gái. Bố con đi học lớp nào thế? Ok, tôi sẽ sang cái trang cá nhân của tôi nhé. Tôi cho các bạn xem. Đây. Giỏi ghê nha gái. Các mà hai bố con đi học lớp gì thế? Trời ơi, thật là kinh khủng quá. Này, các bạn thấy không? Nó còn comment tiếp theo là: ôi ôi, thế thử hỏi xong người ta có like hay không? Đấy, ok. Đấy. Và khi nó kết nối một khoảng thời gian ấy thì nó sẽ tự động đăng nhập lại. Các bạn còn xem là nó sẽ chuẩn bị đăng nhập lại. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thức để chụp ca. Các bạn có thể là tag cái sản phẩm này nhé, tag cái công cụ này. Ok, bước đầu tiên thì các bạn sẽ vào website là iShop. Khi mà các bạn chưa có tài khoản thì các bạn sẽ phải đăng nhập tài khoản. Ok, như đây tôi sẽ thoát tài khoản và tôi bắt đầu đăng nhập lại. Ok, nếu không thì các bạn sẽ phải đăng ký nhé. Và các bạn đăng ký, các bạn vào phần mềm là vào website là iShop, iPay, iShop. Ok, các bạn vào phần này và các bạn vào phần đăng ký nhá. Ok, đăng ký nhá. Sau khi các bạn đăng ký thông tin, các bạn tải về nhá, hoặc các bạn tải về trước các bạn đăng ký xong nhá. Bấm nút tải về là tải về rồi, rất nhanh. Phần mềm này rất là, phần mềm này rất là nhỏ gọn. Ok, sau đó thì các bạn sẽ đăng ký nhá. Ok, các bạn cứ đăng ký số điện thoại nhá. Hiện tại thì đang test demo thôi, và sau này khi mà phần mềm bắt đầu công bố, bắt đầu chính thức ra mắt thì các bạn hãy liên hệ với tôi nhé. Các bạn hãy liên hệ với tôi để có thể là được mua sản phẩm này, và đồng thời sẽ được tôi hỗ trợ trực tiếp. Ok, đồng thời sẽ được tôi hỗ trợ trực tiếp và được tặng những món quà tặng cực kỳ là giá trị về marketing, về content marketing, về cách thức sử dụng nội dung trên profile cá nhân, về cách thức để giúp cho bạn có được 5.000 bạn bè một cách nhanh nhất, làm thế nào để mở khóa checkpoint một cách vô cùng đơn giản, vân 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 vân, và rất là nhiều thứ khác nữa. Làm thế nào, rất là nhiều cái thứ how to mà tôi sẽ chia sẻ cho các bạn khi mà bạn mua cái phần mềm này và bạn liên hệ qua tôi. Ok, hiểu nhá. Khi bạn đăng ký xong nhá thì bạn sẽ vào cái phần mềm này, vào cái phần đăng nhập này, và các bạn sẽ login nhá, đúng không? Khi các bạn login ấy thì nó sẽ ra cái trình duyệt này, đúng không ạ? Ra trình duyệt này thì các bạn sẽ là vào phần thêm mới nhá, đúng không? Và thêm mới thì các bạn sẽ đánh, ok, các bạn sẽ mình sẽ thêm mới nhá. Ok, mình sẽ sửa một cái nhá. Mình sẽ sửa một cái nào, à, mình sửa sửa cái này chẳng hạn đi nhá. Ví dụ mình sẽ đánh một cái tên. Các bạn quan sát nhá, các bạn quan sát nhá, mình sẽ đánh cái tên đăng nhập tài khoản Facebook của chúng ta. Ví dụ tôi đặt Facebook là 78a@gmail.com. Ok, cái password cũng là cái password đăng nhập cái Facebook của chúng ta, đúng không? Password đăng nhập Facebook của chúng ta. Ok, sau đó các anh chị sẽ thêm vào. Ok, và cập nhật hệ thống. Lưu ý đó, và nó đã cập nhật vào rồi. Ok, lưu ý các anh chị lưu ý nhá. Các anh chị lưu ý tài khoản của anh chị không đăng ký bảo mật hai lớp, vì nó sẽ khó trong cái việc là xác minh, họ không thể xác minh được nhá. Và các ví dụ các anh chị thêm cái thứ hai đúng không, thì anh chị abd@gmail.com. Tiếp tục. Ok, tiếp tục là abd đúng không? Tiếp tục là các anh chị đánh mật khẩu vào nha, và các chị vào phần thêm mới đó. Ok, như vậy là nó sẽ thêm mới và anh chị vào đây luôn nha. Ok, sau khi thêm mới xong thì các anh chị vào phần thiết lập thì nó sẽ ra cái cửa sổ như thế này. Ok đó, đấy. Ok, tôi cái này là demo cho nên tôi sẽ dừng nó lại. Ok, và anh chị quan sát nha, các anh chị sẽ vào phần thiết lập, vào các nick vào phần thiết lập cho tôi nha. Ok, sau đó các anh chị vào phần friend friend friend, các anh chị làm theo hướng dẫn ở đây. Ok, hướng dẫn ở đây rất là chi tiết, là nó sẽ tự động này, khi bạn bạn copy một cái link nhé, một cái link Facebook của bạn bè. Ok, sau đó thì nó sẽ tìm bạn bè ngẫu nhiên của cái nick này, và nó sẽ tự động tương tác và kết bạn với họ. Ok, tôi sẽ giới thiệu với bạn
Tôi sẽ chỉ cho bạn cái cách để chúng ta có thể là lấy được cái link nha. Ok, này, tụi này, thế này nha. Thế này nha, bạn lấy được cái link của tôi nhé. Sau đó bạn paste nó vào đây. Ok, sau đó vào phần cập nhật nhá. Ok, đó. Cập nhật này, cập nhật. Đó, cập nhật thành công nha. Đây là cái phần nào, phần friend đúng không? Các bạn sẽ đạt được rất là nhiều nha. Ví dụ như là danh sách chặn thì bạn sẽ không tương tác với người này. Ok, chặn tương tác với người này nhé. Group, group, group. Thì chúng ta sẽ copy những cái group đúng không? Copy những cái group, link group nhé. Ok, sau đó các bạn paste vào đây, sau đó các bạn bấm cập nhật. Ok. Tối đa chỉ được hai link thôi, đúng không? Còn nếu như mà muốn sử dụng link đầy đủ ấy thì phải nâng cấp, đúng không? Ok. Đó. Rồi, thiết lập IP thì cái này bạn có thể là để chế độ mặc định cũng được, hoặc các bạn có các cái phần lựa chọn như ở bên này đúng không, hoặc là các bạn có thể chọn tuổi tác nhé, hay là địa điểm nhé, phụ thuộc vào cái ngành nghề kinh doanh của bạn đặc thù nhé. Ví dụ kinh doanh địa phương thì mình sẽ dùng là tag này đúng không, ví dụ như mình target theo tuổi thì mình sẽ dùng link này, phần này. Ok, hoặc là phần giới tính đó, ví dụ bạn bán đồ thời trang cho nam cho nữ thì bạn hoàn toàn có thể chọn ở phần giới tính và tương tác với họ nhé. Ok, quan trọng nhớ nó sẽ có cái phần tự động đăng bài nhé. Ok, đó, đầu tiên là các bạn sẽ viết bài, xong các bạn sẽ post cái đường thời gian mà các bạn post bài đúng không? Sau ở đây sẽ là cái phần là các bạn chọn hình ảnh lên nhé. Ok, ví dụ tôi sẽ chọn cái hình ảnh của tôi lên này, hình ảnh của tôi lên này, IFA chẳng hạn này. Để chọn cái hình lên nhá. Ok, không có thể là được chọn chức năng. Chức năng này đang test demo nhá, hiện tại chưa sử dụng được. Đấy. Này chúng ta có thể đăng lên tường nhai này, nó có cái đường link bên vào đây, nó sẽ tự động nhá. Hoặc chúng ta có thể là đăng chúng ta có thể là như nào nhỉ? Chúng ta có thể đăng tin lên nhiều cái trang khác nhau. Ok. Sau đó thì chúng ta vào phần ok, như vậy nó sẽ tự lưu nhé. Đó. Phần tiếp theo này, tin nhắn tự động này. Đó. Thì nó sẽ tự động này, các bạn quan sát, các bạn đọc hết sức là cần kỹ nhá. Đấy, tại chức năng này bạn có thể lên lịch kịch bản nhắn tin. Eo ơi, kịch bản nhắn tin. Nguyên tắc nhắn tin của IFA là tự động nhắn tin cho một người bạn trong bài viết hay một nhóm bạn trong fanpage hoặc group. Lưu ý, nếu không có danh sách URL thì IP sẽ tự động nhắn tin theo mẫu ngẫu nhiên tới tất cả bạn bè tự xưng tương tác. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, mình sẽ chọn tin nhắn tự động nha. Đó, mình chọn thời gian và thời gian kết thúc nha. Đấy, ok. Đấy. Nhận tương tác nhá. Tức là khi mà bạn sẽ tương tác ở trên đúng không? Các bạn đọc này. Một phần mềm có một tính năng đặc biệt là chia sẻ tương tác. Ví dụ bạn có 5 tài khoản khác nhau thì 5 tài khoản này sẽ được tự động ngẫu nhiên tương tác với cộng đồng các tài khoản IP khác. Tuy nhiên nó không kể bạn và theo dõi những tài khoản mặc định. Đấy. Cho đi bao nhiêu thì sẽ nhận về bấy nhiêu tương tác. Nhưng tại chức năng này nó cho phép tài khoản của bạn cho đi thì sẽ trả lại tương tác vào danh sách URL này. Đấy, như vậy URL này sẽ có thể là friend, fanpage hay group, hoặc thậm chí là đấy là một bài viết nhá. Đó, thấy chưa? Danh sách mỗi danh sách URL là một dòng, IFA sẽ tự động cho biết nhận biết trả lại tương tác cho các tương tác đó. Đấy. Các bạn kinh không? Nếu danh sách trắng thì toàn bộ tương tác sẽ trả về cho nick chính của tài khoản này. Đó, ok. Thì khi bạn tương tác với người khác thì người khác cũng sẽ tương tác lại với bạn trên chính trang của bạn nếu như ở danh sách này để trống nha. Ok. Thông tin bạn bè nhé. Thông tin bạn bè này thì mình dùng để ví dụ như có những cái trường hợp checkpoint đúng không? Thì mình sẽ tìm bạn bè ở đây để mở khóa checkpoint nhé. Ok. Đó.
Sau khi mà bạn đã kích hoạt ở đây xong rồi thì việc rất là đơn giản thôi. Bây giờ thì bạn sẽ vào phần là bạn sẽ vào cái thư mục nhé, bạn sẽ vào cái thư mục của bạn, thư mục chứa cái đường link của bạn nhé. Ok, thư mục chứa cái iFay mà bạn vừa tải về ấy. Đó, ok. Sau đó bạn giải nén ra, bạn kích vào đúp vào nút này. Ok. Ví dụ tôi sẽ tắt cái này đi. Tôi sẽ tắt cái này đi nha. Đấy. Bạn kích đúp vào nút này nhá. Đúng không ạ? Sau đó thì bạn sẽ đánh cái email đăng nhập của bạn nhá. Lưu ý này. Email đăng nhập AI Pay của bạn. Ok. AI Pay của bạn. Ok. Sau đó bạn bấm vào nút install. Ok, đấy. Thì sau nó sẽ hiện ra cái màn hình như thế này. Ok, và lúc này nó sẽ tự động tương tác. Lưu ý nó sẽ tự động tương tác thưa các anh chị. Ok, nó sẽ tự động tương tác thưa các anh chị. Đây là một cái phần mềm vô cùng là tuyệt vời luôn, nó sẽ giải quyết rất là nhiều vấn đề. Một trong những vấn đề là nó sẽ tiết kiệm thời gian của các anh chị, và nó sẽ giúp cho cái tài khoản Facebook của anh chị được 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 rất là nhiều người thiện cảm, đúng không? Tạo ra thiện cảm và sẵn sàng kết bạn với anh chị, và đồng thời họ sẵn sàng là mua sản phẩm của anh chị nếu như cái sản phẩm của anh chị đủ tốt và đủ đáp ứng được cái nhu cầu của họ. Ok, và nếu như bạn quan tâm thêm về cái sản phẩm này, bạn có thể inbox cho tôi để hỏi thêm tôi về cái sản phẩm này, hoặc khi mà sản phẩm này ra mắt, chính thức ra mắt, kết thúc chương trình demo thì các bạn có thể liên hệ với tôi để có thể mua sản phẩm này. Ok, giá của sản phẩm này chỉ là 2.500.000 đồng thôi. Ok, và bạn hoàn toàn có thể liên lạc với cái số điện thoại của tôi là 0979 890 336 để được hỗ trợ và tư vấn khai thác phần mềm một cách hiệu quả. Ôi, trong suốt quá trình bạn sử dụng sản phẩm phần mềm thì tôi sẽ hỗ trợ bạn làm sao để cho các bạn có được cái kết quả tốt nhất và hiệu quả tốt nhất để có thể là thay đổi cái công việc kinh doanh của anh chị trở nên tốt hơn. Ok, xin chào anh chị và hẹn gặp lại các anh chị vào các video tiếp theo.